chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cạnh tranh Yamaha MT-03, build up Z310, chốt bức giá cao hưởng thủ 50 triệu đồng. Nhà phân phối chính thức của mẫu xe mô tô BMW Motorrad ở thị trường Việt Nam vừa công bố mức giá bán của mẫu xe Nikkei Z310A, mức giá từ 189 triệu đồng. Gần một tháng sau khi được đưa về nước, cái chiếc BMW Z310A đã có mức giá bán chính thức 189 triệu đồng ở thị trường Việt Nam. So với những hũ khác trong cùng một khúc, cái chiếc Z310A đắt hơn khá nhiều. Cụ thể, cái mẫu xe đến từ Đức có mức giá cao hơn hãng đăng ký Yamaha MT-03 50 triệu đồng và cao hơn Kawasaki Z300 64 triệu đồng. Cùng với việc công bố mức giá bán của chiếc Z310A, nhiều mẫu xe khác của BMW Motorrad cũng đã có mức giá bán thị trường Việt Nam. Cái chiếc Simoto BMW S1000AA với mức giá là 750 triệu đồng xuống còn mức giá là 579 triệu đồng. Cái chiếc S1000A xuống còn mức giá là 469 triệu đồng. Và cái mẫu A1200ZA dừng ở mức giá là 590 triệu đồng. Cái chiếc F800Z về mức giá 359 triệu đồng. Còn cái mẫu F700ZS về mức giá là 339 triệu đồng. Riêng cái chiếc C310Z dừng ở mức giá là 219 triệu đồng. Với cái mẫu C300A được ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm ESMA 2015 là sản phẩm hợp tác giữa hai cái nhãn hiệu BMW và TVS. Đây đồng thời là mẫu mô tô có dung tích sedan dưới 500 phân khối đầu tiên của hãng BMW. Theo hãng xe Đức, cái chiếc C300A được phát triển tại Munich nhưng được lắp ráp trong nhà máy của TVS ở Ấn Độ. Và cái năm 2016, thời điểm thương hiệu BMW còn trong tay nhà phân phối Euromoto, cái chiếc C300A đã từng rất gần ở người tiêu dùng Nam. Thế nhưng do bê bối gian lận giấy tờ nhập khẩu, Euromoto đã mất đi quyền phân phối chính hãng của những mẫu xe BMW ở Việt Nam, dẫn đến nhiều dòng xe mô tô BMW Motorrad, trong đó có chiếc C300A, đã không thể cập bến Việt Nam theo đúng kế hoạch. Cái dòng xe này sử dụng cái động cơ xăng đơn là mát dung dịch với dung tích 313cc, sinh ra công suất đa 34 mã lực tại vòng tua máy 9.000 phút, mô men xe cực đại 28 Nm tại vòng tua máy 7.000 phút. Động cơ kết hợp hợp xích cấp giúp cho BMW Z300A đạt độ tối đa 144 km/h. Thiết kế của mẫu xe nổi bật với cụm đèn pha mượt mà, cái bộ quay yếm bên sườn hầm hố và cái phần đuôi là khí đồng học mang đến cho cái chiếc BMW Z300A phong cách thể thao. Bên cạnh đó, yên xe dừng ở mức là 785 mm, hứa hẹn mang đến cảm giác lái thoải mái cho người ngồi, đặc biệt với những bốc chén của người châu Á. Nếu muốn, người lái có thể điều chỉnh độ cao yên xe lên tới 815 mm hoặc xuống còn 760 mm. BMW Z300A sở hữu hệ thống chống bó cứng và ABS tiêu chuẩn. Phanh đĩa đơn với kích thước lớn là 300 mm ở trước và 240 mm ở phía sau. Bánh xe có kích thước 110/70 R17 ở phía trước, 150/60 R17 ở phía sau. Bộ khung bằng thép ống đầy chắc chắn, phục hành trình ngược 41 mm với gấp đơn bằng nhôm. Cuối cùng là cụm đồng hồ với hình tinh thể lỏng cỡ lớn, không chỉ hiển thị nhiều thông tin hữu ích mà còn giúp người lái dễ dàng quan sát. Cảm ơn bạn đã dõi này hay là tiếp, nhớ like, share, subscribe.